Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đi Review và lại là mình Monster đây. Như trên tay của mình các bạn thấy là mình đang cầm ở đây là chiếc iPhone X. Và nhìn tới iPhone như lúc này thì chắc chắn anh em đã liên tưởng tới ngay một cái tin vui mà hầu như bây giờ những anh em nào chúng ta sử dụng iPhone Lock đều đang rất vui. Đó là iPhone Lock của chúng ta đã sống lại rồi. Ô, phải nói là sau một cái thời kinh hoàng của những anh em iPhone Lock, cái thời điểm mà không dám đụng chạm, không dám làm cái gì hết, thì giờ đây tất cả mọi người đã có thể nhẹ nhõm sử dụng trở lại những cái SIM ghép nè, và cũng như là đã có được một cái mã ICC ID mới để fix đi những cái lỗi và cũng như là giúp cho máy của các bạn sử dụng nó tốt và nó ok hơn. Đấy. Nhưng mà có một cái vấn đề mà mình sẽ chia sẻ chính trong cái video ngày hôm nay. Mình sẽ không có hướng dẫn với anh em cách để cài ICC ID hay là như thế nào cả. Nhưng mà mình muốn chia sẻ một cái vấn đề thực tế ở đây, đó là anh em có thể thấy được là khi mà sử dụng những chiếc iPhone Lock thì nó không chỉ gọi là đồng ý là nó mang lại cho các bạn nhiều cái lợi về mặt tiền bạc tài chính. Khi mà các bạn mua chiếc iPhone Lock nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với lại quốc tế, nhưng đồng nghĩa các bạn cũng đã nhận lại một cái phần rủi ro rất lớn. Khi mà các bạn đang sử dụng một chiếc iPhone Lock, nhiều lúc các bạn lại không dám nâng cấp cái iOS của chúng ta, không dám reset máy để giúp cho cái máy này nó sẽ nâng cấp được cái phiên bản. Bởi vì các bạn luôn lo lắng một vấn đề là iPhone Lock này nó có bị lock lại hay không. Ok, với những anh em là chúng ta là dân chuyên thì cái vấn đề nó rất đơn giản, anh em có thể tìm hiểu rồi anh em có thể làm lại một cách rất đơn giản. Nhưng đối với những người nào không biết thì như thế nào, nó sẽ hoàn toàn rất khó khăn cho người sử dụng, và nó sẽ phải làm cho anh em phải tốn thêm một cái khoản công sức kha khá, và anh em phải đi ra ngoài, rồi anh em phải làm thêm những thao tác này, rồi sim này đã đai rồi, anh em phải mua sim mới. Đấy, tốn kém không? Mình nhớ có một cái thời hoàng kim mà tới bây giờ luôn á nha, có một cái thời đỉnh cao là tới bây giờ mình vẫn còn cái chiếc máy đó. Bây giờ mình cho ông anh mình rồi, mình không có dùng. Đó là cái mã ICC ID ở trên cái máy lock máy của mình dùng, thì mình kích hoạt lên, sau đó ui cha mẹ, nó có thể hoàn toàn tháo cái thẻ SIM ghép ra luôn. Chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng như một cái máy quốc tế. Phải nói đó là cái thời kỳ đỉnh cao và kinh hoàng nhất, và nó không xảy ra bất kỳ cái lỗi vặt nào khi mà mình sử dụng gọi FaceTime rồi iMessage hay là bất cứ một cái gì, nó cũng không đều có xảy ra lỗi hết. Và đặc biệt nhất, các bạn có thể thay đổi bất kỳ SIM nào cho các bạn xài luôn. Ui cha, tới bây giờ mình vẫn có thể sử dụng được cái đó luôn, anh mình vẫn đang sử dụng luôn. Đó là bởi vì mình đã không reset máy, mình đã không nâng cấp phiên bản iOS, và mình chấp nhận cái phiên bản iOS mình đang sử dụng mặc dù nó có lỗi vặt hay là nó đang bị đóng máy hay bất kỳ cái gì hay không, không dám nâng cấp lên cái khác luôn. Nên nó cũng sẽ có hai mặt cả, và đồng nghĩa với những cái sự gọi là rẻ tiền tiện lợi thì chúng ta lại phải nhận lại những cái rủi ro và hậu quả sâu dài. Thì để tránh được cái tình trạng đó thì có một cái lời khuyên dành cho anh em, anh em nào tiếp nhận được thì anh em có thể tiếp nhận. Đó là bởi vì cái này là cái thuộc dạng nhu cầu của mỗi người á. Anh em chúng ta khi mua con máy thì các bạn nên mua hẳn một chiếc máy quốc tế như mình đã sử dụng trên tay đi. Thật sự khi mà mình sử dụng con máy quốc tế nó an toàn, nó không cho mình cái nghĩ ngợi gì cả. Và tại cửa hàng di động thông minh bọn mình thì vẫn có bán những chiếc iPhone Lock ở đây. Thì với iPhone Lock các bạn thấy là cái mức giá của nó rẻ rất nhiều so với lại cái iPhone quốc tế, nên luôn được mọi người yêu chuộng. iPhone Lock cũ như phiên bản 64GB nguyên bản này, các bạn thấy là giá của nó chỉ có 8.190.000 thôi. Nhưng khi mà mình mua máy quốc tế các bạn, mình mua thì nó tới tận hình như là 10 triệu mấy, thì phải để mình search cho các bạn xem thử nha. iPhone X đây, 10.390. Như vậy là các bạn đã tiết kiệm được cho chúng ta tới tận là khoảng 2.200.000. Ui dồi ôi, tiết kiệm được tới tận 2.200.000 thì ai lại không đi mua iPhone Lock để làm cái gì? Ấy, mua quốc tế để làm cái gì? Mua mày iPhone Lock đi để mà dùng. Nhưng mà thật ra thì cái gì nó cũng có cái vấn đề của nó cả. Mình mua iPhone Lock á thì ok, đồng ý là nó rẻ thiệt, nhưng mà với những cái sử dụng như sau này các bạn thấy là nó có hơi thấp thỏm không? Khá là thấp thỏm. Đấy, nhưng còn đối với iPhone quốc tế như mình thì sau này bất kỳ Apple nó có thay đổi gì ở trên cái bản cập nhật hay bất kỳ cái gì lên iOS mới, mình chỉ việc đơn giản mình bấm cái kịch cài đặt, cập nhật là cập nhật, không có cần phải lo, không có cần phải gì hết. Thực sự với mình nha, thì mình không có ngăn cản anh em là chúng ta mua iPhone Lock để làm gì. Chỉ là mình khuyên với anh em, chúng ta muốn dùng lâu dài và tốt nhất thì các anh em nên sử dụng hãng quốc tế luôn, để cho một cái trải nghiệm nó tốt hơn, rồi chúng ta sẽ không cần phải lo. Nhất là đối với những người nào không biết nhiều về iPhone Lock nha. Những bạn nào mà chúng ta quá rành về iPhone Lock thì các bạn có thể hoàn toàn thoải mái, vô tư. Các bạn mua, các bạn xài, tiết kiệm đối với các bạn là một chuyện nhỏ. Đó, nên là các bạn hãy lưu ý giúp cho mình về những cái phần về iPhone. Đã sử dụng iPhone thì nên suy nghĩ cho thật kỹ về các mã sản phẩm nè, tìm hiểu cho kỹ hơn về cái mẫu mã, rồi cái nguồn máy trả bảo hành, rồi máy chưa kích hoạt, chưa active gì đó. Rất là nhiều loại, các bạn nên kiểm tra cho kỹ nha.
Tóm gọn lại thì hiện giờ với iPhone Lock của chúng ta đã hoàn toàn có thể sống lại, kích hoạt mã ECC mới các bạn sẽ có thể sử dụng ngon lành, không có bị những cái lỗi vặt gì cả. Thì những anh em nào chúng ta đang sử dụng cái iPhone Lock, các bạn muốn kích hoạt lại thì ở đây mình sẽ để cái mã ECC ở dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm vào luôn cho nó nhanh để các bạn kích hoạt. Còn những bạn nào chúng ta không biết kích hoạt thì mình có một cái link video ở phía dưới sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt iPhone Lock, thì các bạn có thể bấm vào để mà xem thử nha. Còn những bạn nào chúng ta muốn đơn giản nhất bằng cách là chỉ cần gắn SIM vào và xài thoải mái không lo gì hết thì các bạn có thể tham khảo những chiếc máy iPhone quốc tế tại cửa hàng di động thông minh thông qua cái link mình đã để sẵn cho các bạn ở dưới phần mô tả video. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video kỳ này nhé. Nếu như các bạn quan tâm về các mẫu mã iPhone dù Lock hay quốc tế thì các bạn cũng có thể bấm vào tại đường link mình để sẵn cho các bạn ở dưới phần mô tả video. Đừng quên cho video này một like, nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo từ mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau. Bye bye. Di động thông minh chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng Việt Nam. Mua iPhone chính hãng đến ngay Di động thông minh.